Đến 9 giờ sáng nay, tỉnh Hưng Yên đã sơ tán gần 300 hộ dân sinh sống ngoài bãi ở các xã ngoài đê sông Hồng, sông Luộc đến nơi an toàn, trong đó có nhiều người già, trẻ em, người có bệnh nền. Như vậy, đã có khoảng hơn 600 người dân được di rời, tập trung tại huyện Kim Động gần 120 hộ, huyện Tiên Lữ 96 hộ và thành phố Hưng Yên là gần 80 hộ. Trong đó, nhiều địa phương đã di dân ngay trong đêm qua. Tại các địa bàn này, do nằm ngoài đê sông Hồng, sông Luộc có nguy cơ nước tràn qua bối, hoặc sinh sống biệt lập ở đảo thôn Vân Nghệ, xã Mai Động giữa sông Hồng, tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm đầy đủ kịp thời về cơ sở vật chất, sinh hoạt cho các hộ dân phải di rời. Được biết, tỉnh Hưng Yên có gần 28.000 hộ với khoảng 99.000 nhân khẩu đang sinh sống ngoài bãi sông Hồng và sông Luộc. Tỉnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để kịp thời di rời các hộ dân này khi nước lũ tiếp tục lên cao. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên cũng nâng mức báo động 2 trên tuyến đê sông Hồng và sông Luộc.